Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp con tàu thủy bằng giấy nhé. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình. Như vậy chúng ta đã lấy dấu nó xong. Chúng ta bắt đầu gấp 4 góc nó lại. Các bạn nhớ gấp cho nó đều nha. Chúng ta lặp lại gấp tương tự như bên kia. Xong chúng ta lật lại, chúng ta cũng gấp như thế một lần nữa. Chúng ta lật lại, chúng ta tiến hành lấy ống khói của con tàu ra. Chúng ta được một cái ống khói của nó. Chúng ta lấy tiếp cái ống khói thứ hai của nó là. Như vậy là đủ hai cái ống khói. Chúng ta bắt đầu lấy hai cái mũi tàu ra. Chúng ta sửa cho nó ngay ngắn lại.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong con tàu thủy hai ống khói. Rất là đơn giản phải không các bạn? Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.